Ừ, rồi. Đừng lâu lâu cái giờ nó ê thầy bữa mình đi lên Nam Gác á, đi cái mình chịu một chân thì vậy đó. À, thí dụ như đi cầu thang bị gì không? Giờ đi thử đi. Có cầu thang này đi thử đi. Em đi được mà cũng như là mình đi bữa nó đau á, mình đi chìu một chân á, cái chắp chân, nó làm cho ê cái mông. À, mà bây giờ đi cũng giống vậy đi, rồi xuống tôi làm cái tôi chạy luôn. Ok, rồi đi đi, mở cửa cho dê đi. Chập chân đi, kiểu chập chân tức là lúc xuống khó. Nãy đỡ nhiều á chị, giờ lên rút đỡ lắm, bữa ăn tức là lúc xuống là phải chập chân thế, nếu không thì nó rút đau. À, bữa đi cầu thang nhà em phải lớn luôn. À, rồi, ok. Chị này đi xuống thì nó chập hai chân. Rồi, chập hai chân không, không có đi bước một được. Rồi, ra sao luôn. Dám nó nằm hai chân. Vậy đó thì đây có nhà hướng dẫn rồi. Cái suy giãn tĩnh mạch chân của mình á thì cứ làm y như cha đây hướng dẫn, nhịn ăn, hút không khí, chườm đá thì cái đó dần dần nó sẽ khỏi. Còn bây giờ cũng có chiêu gì nữa. Rồi nằm lên đi. Là bị trục trặc đó phải không? À, đúng rồi, chân bước chập chập á. À, chân bước chập chập. Được rồi, nhấc mông lên. Đúng rồi. Bây giờ cho hết chập hết nha, thấy không? Mềm, thả lỏng ra, người thả lỏng ra. Đó, như đó. Không có gì đâu. Trời ơi. Sao, nghe sướng không? Đã, được rồi, quay qua đây. Kêu như là quay qua đây, quay qua đây, quay qua đây, đó, yên tâm. Điện thoại hay gì cũng tốn được không? Không, không có gì nữa rồi, ok. Rồi. Đây, ok. Rồi, chích này chút xíu. Đi lên rồi, rồi, rồi. Dạ. 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 Số cô là. Dạ. Dạ. Rồi. Bây giờ nằm sắp đi. Đi vào đây. Rồi ai lên để lên được. Về trước về sau. Dạ, ở Bình Định. Bình Định. Dạ, cô mắm rồi nhiều dữ ha. Hồi xưa là tôi nhà tôi ở Vũng Tàu. Dạ. Ở gần trường Thím Sinh Quân. Quân gần nhà em á. Gần nhà em. Dạ. Rồi sao biết tới đây? Dạ, em coi trên mạng. À, vậy hả? Rồi liều mạng bỏ vô đây. Tự nhiên nhà đưa khỏe là đây chúng ta hành vậy hả? Bây giờ bước xuống đi thử coi. Cảm giác sao rồi? Dạ thoải mái thôi. Thoải mái, bây giờ quan trọng là đi lên cầu thang kìa. Bớt đau nhiều chân. Bớt đau nhiều, giờ lên kia cầu thang đi. Rồi, giờ bước lên cầu thang đi. Bỏ cái tim nó vô lắc mình. Lên cầu thang không cần phải dịnh nữa. Mới này lên là phải dịnh. Tức là lên không dịnh nữa. Rồi bước xuống thôi còn líu gòi líu cản không? Còn hơi thốn của chân này. Rồi xuống bước 1 được. Mới nãy là phải xuống từng nấc ha. Rồi, ok. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại: Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan Cặp Đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.